các bạn đã trở lại với kênh Việt Kiều Mỹ. Thì có một ông Việt Nam, ông đi về Việt Nam chơi, ông đi ra sân bay thì mắt ông liếc lịa, cho nên hải quan dịnh ông vô các bạn. Off a flight from Vietnam, he was quite nervous around the carousel, so I decided to bring him in for a baggage examination. Các bạn này thấy cái ông này sao mà đi vô sân bay mà mắt cứ liếc lịa mà giống như là tỏ ra lo lắng á, cho nên hải quan tưởng ông này ông buôn hàng cấm, cho nên những hải quan quyết định là sẽ lục hành lý của ông Việt Nam này. Man has spent 18 days in Vietnam, where he claims he was visiting family. Ông này theo như cái hộ chiếu của ông là ông đã đi Việt Nam trong vòng 18 ngày các bạn, với một cái lý do là đi thăm gia đình các bạn ha. Thì ông quay trở lại các bạn, thì trong cái vali của ông đem rất là nhiều đồ Việt Nam, chẳng hạn như là mắm nè, rồi khô nè, rồi này kia mà. Thì những cái nhân viên hải quan này nghi là ông này ông chắc ông giấu ma túy ở trong cái mấy cái khô các bạn ha. Thì hải quan mới lục ra. Hải vừa lục ra thì khi mà hải quan lục mấy cái khô mấy cái mắm ra thì ổng rất là sợ và giống như là chết mò rồi bị phát hiện rồi, nhưng như ổng làm cho những người hải quan này càng nghi ngờ là ông này ổng là buôn ma túy. But it's what he says next that raises Officer Matei's suspicions even further. How was the flight? Good? How was your flight? Good? Food good? Khi mà những người hải quan này trong lúc lục cái vali của ông này ra, những người hải quan này hỏi là anh có chuyến đi tốt đẹp hay không, thì ông này ông như là ông thẫn thờ, ông đơ người, với ông đang lo lắng một cái gì đó các bạn. Thì ông nói ok good 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 good. Thì cái điều này nó làm cho những cái người hải quan càng lúc càng nghi ngờ là cái ông này ông có vấn đề, những cái có đồ ông mang theo có vấn đề các bạn. Cho nên của những người hải quan này giả bộ hỏi là đi Việt Nam chơi có vui không, thì ông giống như là ông người ổng sao sao vậy, giống như là ổng sợ vậy đó. Đi Việt Nam có vui không, giống như là ổng đang có một cái gì đó giấu giếm các bạn. The food? You have something to eat? No dude. Nothing to eat? Why not? I don't like to drink, I drink the water only. Okay. So you didn't have anything on board? Nothing to eat? No biscuits, no peanuts? Okay. Failure to eat on a long flight is a red flag for officers. Mà những cái nhân viên hải quan này hỏi là anh có muốn ăn gì không, anh có muốn uống nước gì không, thì họ làm nó hỏi tôi không muốn gì, tôi chỉ muốn uống nước thôi. Thì các bạn biết trong một cái chuyến đi, trong một chuyến bay dài mà ông này ông không ăn không nghỉ mà ông chỉ uống nước thôi đó, thì nó tạo ra cho những cái người này có một cái nghi vấn là cái ông này ông đang trong một tình trạng gọi là bối rối căng thẳng, cho nên ông không có tinh thần ăn uống. Nếu mà các bạn đi chơi mà trong một cái chuyến bay dài các bạn sẽ ăn uống rồi nghỉ ngơi đồ, mà ông này ông chỉ uống nước thôi, thì đó là một cái dấu hỏi cho những cái nhân viên hải quan này, những cái dấu tình nghi là ông này ông đang đem hàng cấm trong cái vali này các bạn. As it can indicate passenger may be carrying internal. This is a swab, okay? It's for testing. A swab will check for traces of. We'll put all this back quickly. A swab taken from the người hải quan mới bắt đầu lấy ra cái cây thử để coi nó có dương tính với mấy cái chất ma túy hay không bạn. Thì khi mà họ ra họ lục xét những cái đồ đạc để coi trong cái đồ này nó có mấy cái chất cấm hay không bạn, thì họ không phát hiện ra được cái gì trong đồ này, có thể là ông giấu ở đâu đó bạn, cho nên người ta phải kiểm tra kỹ hơn. Ông này ông đang bị tình nghi là mang hàng cấm các bạn nha. Thì người ta phải gà hết đồ đạc quần áo của ổng. Thường thì quần áo người ta không kiểm, nhưng bây giờ là ông này ổng sao ổng thấy nó ổng bối rối quá. Sao thấy ổng mà ổng giống như ổng nervous, ổng đang lo sợ cái gì đó các bạn ha. His suitcase is negative, but a heavily taped box of food he is carrying will also be checked. So this is fresh fish, huh? Passenger stays quiet as Officer Mete checks for any possible concealments. Thì sau khi mà những cái người hải quan này lục quần áo thì họ gà họ không thấy chất cấm các bạn, họ mới thấy cái một cái thùng mút mà quấn bằng keo vàng. Các bạn người Việt Nam mà đi Việt Nam chơi á, họ hay bỏ đồ trong thùng mút, quấn thùng mút. Các bạn đem một cái thùng mút ra ngoài sân bay, nó thiệt là mắt thẩm mỹ của sân bay các bạn. Thì cái ông sĩ quan, ông hải quan ổng bắt đầu ổng nghía tới cái thùng mút rồi đó, ổng mới lấy con dao ổng gọt cái thùng mút ra. Thì cái ông Việt Nam bắt đầu giống như lo sợ bạn, trong thùng mút này đựng cái gì mà ông Việt Nam ổng lo sợ chứ vậy. Thì người ta lấy ra nào là khô nè, hủ chao nè, mấy cái này ở nước ngoài có bán các bạn về Việt Nam các bạn đừng mua này nữa, ok. Ở bên Mỹ nó có bán chao, nó có bán khô, nó bán đủ thứ gì đó, ok. Bây giờ cái ông Việt Nam bắt đầu lo sợ, thì những cái người sĩ quan này nghi là trong mấy cái hũ chao này nè, mấy cái con khô này nè, nó ổng có nhét đồ ở chỗ bạn, cho nên người ta phải môi nó ra bạn. Người ta môi nó ra. Đó, thì người ta hỏi là cái này là gì?
cái này là cái gì. Thì ông Việt Nam nói khô với lại treo nè đó. Thì hải sĩ quan nói là bên này có bán mà mày mua qua đang chi đó. Thì ông này ông nói là của người nhà tôi tặng, về Việt Nam mà tặng gì không tặng, tặng treo, tặng khô các bạn, đem ra sân bay làm chi cho bị bắt. What's this one for? It's sauce. This one's open already. One of the jars appears to have been tampered with, and a fellow officer is immediately called over to take a swab, which will indicate if there are. Khi mà người ta nhìn cái mặt ông này là thấy nó dân gian rồi nè, không cao mặt ông này thấy dân gian rồi, cho nên người ta quyết định là người ta sẽ lấy những mấy cái mẫu chào với lại mấy con khô này đi khám coi ông có nhét cái gì vô. Nhiều khi mà ông nhét hàng cấm vô mấy cái hũ chào các bạn, thì người ta đi người ta khám các bạn ha. Any present. But at the bench, the passenger suddenly wants to end the search. Until I allay my suspicions that there is nothing of concern to us in your baggage or on your person, okay? Yes, I can search your bags, okay? And when I'm happy that there's nothing here of concern to us, then I can let you go. But this passenger won't be going anywhere just yet. Cái ông này ông mới nói là thôi tôi không muốn khám nữa, bây giờ tôi trả hành lý tôi đi về đây. Thì mấy ông hải quan này nói là không được, bây giờ anh đang ở trong cái diện tình nghi, nhìn cái mặt của anh là tôi nghi lắm rồi. Thì cái ông sĩ quan này mới giải thích là ok, một khi mà chúng tôi mà nghi ngờ ai á là chúng tôi phải kiểm tra tường tận, nếu như mà có chất cấm á, chúng tôi sẽ bắt anh, còn nếu mà không có chúng tôi sẽ cho anh đi, anh yên tâm, chúng tôi kiểm tra xong chúng tôi sẽ thả anh đi. Okay. Do you remember when we came and did a little test for this? Yeah, I do. Okay, all right. We did a little test, we took it away to our machine, okay? Yeah. Now that is a trace detection swab that we did, okay? It picks up trace detections for like... This one here that we just did before has come back positive. Our machine has come back positive for... Why has this come back for... This is a food. The food? Machine say positive for why? This is food. Can you explain to me why? Our machine says this is positive for. Này trong cái hũ chao này khi mà họ bỏ vô cái máy thì nó compact là positive, có nghĩa là cái hũ chao này nó có vấn đề các bạn. Thì hôm nay anh sĩ quan anh hỏi là trong cái hũ chao này anh đựng cái gì mà tôi kiểm tra là nó có cái chất cấm trong này. Thì ông nói là hả, chất cấm gì, cái thì là hũ chao thôi mà chất cấm gì. Thì ông hải quan nói là bây giờ anh có thấy rồi, anh có thấy không, bây giờ tôi lấy cái mẫu này tôi bỏ vô cái máy kiểm tra, thì cái máy kiểm tra nó ghi là positive, có nghĩa là dương tính. Trong cái hũ chao này nó có cái gì, anh bỏ cái gì vô đây nói cho tôi nghe, khai thật á, thì được khoan hồng nha. Last one here, before my brother, yeah? He buy for me, yeah. Your wife's? No, my brother. Your brother buy for you? Yeah. And gave this to you to bring here? Bring here? So your brother buy this? I believe him. You know, he never do it. Okay. You know what I mean? Because it is very unusual. Nam nói là cái hũ này là hũ chao của anh tôi, bà con tôi mua cho chứ tôi đâu có biết gì đâu. Thì ông nói là bà con mua hả, anh không biết cái gì trong đây hả, bà con anh mua cho anh rồi bà con anh bỏ vô đây. Thì ông nói là bà con tôi mua, tôi không nghĩ là bà con tôi bỏ chất cấm vô đây đâu, tôi không biết cái này là bà con tôi mua cho tôi. Thì ông sĩ quan nói là ok, bây giờ anh có chắc là đây là đồ ăn không, có chắc đây là đồ ăn không? For a food item that I test, to come back for. Very unusual. So your brother buy this for you? Yeah. Okay. Are you having to do the frisk here, or would you like to go to a private room? Okay, no worries. He's here. A frisk search will check for any concealments on his body. Meanwhile, an X-ray of the jars indicates possible anomalies. The gooey paste. The X-ray is inconclusive, so the jars are taken for further examination while the passenger is being frisk searched. Khi mà người ta khám vali, khám cái thùng mút của ông xong, bây giờ người ta thấy ông này có rất là nhiều vấn đề tình nghi các bạn. Ông này coi bộ là cái vẻ mặt của ông hơi sợ cái gì đó. Cho nên bây giờ những cái nhân viên này quyết định là kêu ông vô phòng để uống trà các bạn. Ê, bây giờ anh đi theo tụi tôi vô phòng đi, tôi mời anh vô đây uống trà thôi, không có làm gì chứ á. Thì người ta bắt ông này vô đây để người ta kiểm tra coi ông có giấu cái gì trên người không. Hồi nãy là kiểm tra quần áo, bây giờ tới kiểm tra đồ đạc, bây giờ tới kiểm tra người của ông các bạn ha. Để coi coi ông này ông có giấu hàng cấm gì không các bạn ha. Thank you, sir. The frisk search is clear.
but Officer Mete needs to check one more thing. He told me that he hadn't eaten on the flight, which is quite unusual. It's an 8-hour flight from Vietnam to Sydney. My officers are wondering whether you've actually swallowed something or have something inside your stomach. So what we have here, over here is an x-ray machine. We can just quickly put you through it. It scans your body and we can see if there's anything inside. The passenger consents to a body scan, which will reveal if he's carrying internally. While back in the tool room, officers have examined the jars of fish sauce and they are now satisfied there is nothing concealed inside. And the body scan is complete. It's come back negative, but it is important that we go through all these processes to make sure that that he has nothing of concern to us. But we have conducted everything that we need to allay all our suspicions, and now we will release the passenger. Cho cái ông này là khi mà tất cả những cái quá trình điều tra đã xong thì tất cả những cái thứ ông mày đem vô á nó không phải là hàng cấm các bạn. Cho nên theo như luật lệ là người ta phải xét hành lý của ông này, tại vì thấy cái mặt ông này nó nghi ngờ quá, cái mặt ông này nó gian các bạn, cho nên người ta phải xét hành lý, xét vali, xét người ông. Thì sau khi mà kiểm tra tất cả thì người ta thấy là ok, ông này ông không có cái gì gọi là giống như là nghiêm trọng, cho nên người ta thả ông đi. Thì các bạn thấy qua cái video này á, nó có hai bài học cho các bạn. Cái bài học thứ nhất á là các bạn nên giống như là biết được những cái gì mình mang, các bạn đừng có nhận đồ tùy tiện của những người ta đưa các bạn, người ta bỏ đá cấm cho trọng các bạn không biết. Cái thứ hai á, khi mà các bạn về Việt Nam á, mấy cái đồ mẩy như là khô mắm cá rồi đó các bạn ít mua lại, tại vì bên đây nó cũng có rồi, đem qua làm chi, không đi sân bay mà đem mấy đó qua làm chi, để cho bị người ta bắt, không. Các bạn nên nhớ rằng á, khi mà các bạn đi quá cảnh một nước á, nó là khó, các bạn phải biết được lại nước đó, nhiều khi bị phạt, không. Có nhiều người đem trái cây, có nhiều người đem khô, có nhiều người đem keo, bị phạt các bạn. Các bạn bị phạt không sao, nhưng mà có nhiều khi nó bắt các bạn, nó làm cái chuyến đi được mất vui các bạn nhé. Cái video này là một cái video rất là hay để cho các bạn, giống như là những cái người nào mà thích Việt Nam mua đồ đem nước ngoài á, đem trao là có bà đó, bởi kinh quy thùng trao qua luôn các bạn, không rồi bị xét xong rồi bị dục bỏ, không vừa lãng phí tiền mà lại ginh nặng nữa, đi Việt Nam chơi thì đi các bạn ha. Còn mấy cái chuyện khác thì ở bên đây nó cũng có bán được các bạn, ở bên đây bây giờ nó bán đủ chứ không có thiếu gì đâu các bạn nhé.